hai vợ chồng lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng về cái tên không? Dạ, thực ra là lần đầu tiên hai vợ chồng gặp nhau là không có ấn tượng về tên. Nhưng mà khi trùng hợp mà khi mà hai người đã quen nhau rồi thì em mới gọi là mới nghĩ lại, ơ thế anh là tên Hữu, còn em là tên Duyên. Ghép lại là Hữu Duyên, mới biết là hai tên nó trùng hợp như thế. Hay quá. Hai vợ chồng em là học cùng trường cấp 3. Ủa là em cũng là Huế luôn? Em vâng, em cũng là ở Huế. Chồng em thì công tác ở đây, còn em làm việc ở đây nên là phải nói giọng Nam để cho... À, cho mọi người dễ nghe. Dạ, đúng rồi. Tiếng Âm đó. Nhưng mà bây giờ kể cho anh nghe đi, cái cơ duyên nào mà khiến cho các bạn gặp nhau. Cơ bản là em là người dẫn vợ em vào cái mê cung của em, cho nên là vợ em không thể biết được là từ khi nào là em đã quen vợ em rồi. Nghe có vẻ hấp dẫn biết. Mê cung. Mê cung tình ái. Nào kể đi cho anh mê coi nào. Em và vợ em là quen nhau là khi mà em đi học thêm. Vợ em không biết em là ai cả. Em học thêm thì thấy vợ em đi qua thôi, đi ngang qua thôi. Nhưng mà khi ấy là em đã yêu vợ em rồi. Tìm xét ái tình. Nhưng mà lúc ấy là em vẫn còn ngại, cho nên là không thổ lộ cái tình cảm của mình ra. Nhưng mà đến khi mà em đậu đại học và vợ em cũng đậu đại học, nhưng mà em là học ở Bắc, ở trường Sinh hoạt Chính trị, nhưng mà vợ em thì học ở Kinh tế Huế, cho nên lúc ấy là cũng không thể gặp nhau, cho nên không liên lạc với nhau được cả. Cho đến khi mà em về hè ấy là trùng hợp là ngày sinh nhật của em luôn, thì khi ấy là em thấy trên tin nhắn Facebook là thấy vợ em là chúc mừng sinh nhật của em. Thì em mới bực tỉnh ra là lúc trước là mình rất là ngưỡng mộ bạn này, giờ lại bạn này chúc mừng sinh nhật. Thế là em bắt đầu là nhắn tin nói chuyện qua lại, thì em mới bắt đầu là thân nhau rồi, quen nhau rồi. Là bao nhiêu năm sau khi hai người tạm biệt nhau từ cấp 3? Cũng khoảng 1 năm. Ôi, như vậy là tính đến thời điểm này là hai bạn này cũng có một mối tình rất là dài rồi chứ anh ha? Đúng rồi. 10 năm. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Thế còn mới yêu nhau được 5 năm? Vâng, đúng rồi. Thế còn kết hôn được bao nhiêu năm rồi? Kết hôn thì mới... 1 năm. Không, làm rất son đấy. Son. Rất là son. Ơi, nhưng mà em có nhớ cái lần đầu mà em gặp Hữu á, ở trường cấp 3 đó, thì em có ấn tượng gì với cái bề ngoài cũng như là với tính cách như là con người của Hữu không? Cấp 3 thì em không có để ý chồng em, đến khi gặp nhau mới tính cách cũng khá là thân thiện. Với lại là nhìn bề ngoài nhìn trắng trẻo lắm, cao to rồi body 6 múi nữa. Thế bây giờ còn 6 múi không hay là 5 múi rưỡi? Dạ, giờ thì chắc 5 múi rưỡi. Rồi, em có nhớ là cái lần mà Hữu tỏ tình với em là ở đâu không? Dạ, tỏ tình với em là ở Đà Nẵng. Lúc đó là hai đứa là đi du lịch chung. Tới Đà Nẵng là chốt kèo nè. Rồi. Sao đâu? Thì lúc đấy em cũng mạnh dạn book một khách sạn, hai người ở chung phòng ở đấy. Xong rồi dẫn vợ em đi chơi xung quanh ở Đà Nẵng. Em đưa vợ em đến cầu tình yêu. Và ở đấy là cũng có cái là gọi là mua móc khóa rồi ghi hai tên người vào. Đúng rồi. Vâng. Thế là em cũng chắc vợ chưa biết đâu, thế là em cũng mua rồi, em mà nhờ em ghi hai vợ tên vào, em khóa lại thôi, em vứt cái chìa khóa luôn. Vâng. Rồi em cũng tỏ tình vợ, thế là vợ đồng ý luôn. Tỏ tình nói sao? Em làm bạn gái anh nha. Xong cái em đồng ý luôn. Cái vụ mà quăng chìa khóa đó là sau khi nói hay là quăng rồi mới nói? Quăng rồi mới nói. Là em quăng rồi nói. Khóa luôn cô này ở đấy luôn. Rồi bây giờ mình tiếp tục câu chuyện này. Đoạn đấy là mới là tỏ tình thôi. Thế còn có cái đoạn nào cầu hôn không? Đoạn cầu hôn thực ra là không có. Vì cơ bản là gia đình của vợ em là rất là quý em. Và gia đình của em là cũng rất là quý vợ em, cho nên là chưa cưới nhưng mà chưa tỏ tình thì hai gia đình cũng đã sắp đặt rồi là hai người sẽ đến với nhau. Vâng. Cho nên là chỉ nhắn có tin nhắn là bàn với nhau là khi nào mình cưới, rồi khi nào mình cưới mình tổ chức rồi mình đi chụp ảnh cưới thôi. Như vậy là có khoảnh khắc nào mà hai người kiểu bị phải xa nhau và yêu trong sự xa cách không? Có. Hai đứa em thì yêu xa tầm 3 năm. 3 năm yêu xa, trời ơi. Hàng năm sẽ có được nghỉ hè và nghỉ Tết. Thì lúc ấy em mới được cơ hội về để chở vợ đi chơi. Đấy. 5 năm là nó sẽ như thế. Là 1 năm chỉ gặp được 2 lần. Trời ơi. Một lần có mấy ngày? Ít quá. Một lần sẽ được 15 ngày. 15 ngày. Vậy là cả năm chỉ gặp nhau được 1 tháng. Thì trong cái giai đoạn yêu xa đó, nó có những cái khoảng thời gian nào mà em cảm thấy rất là khó khăn cho cái mối quan hệ này? Em thấy là khó khăn nhất là hai đứa cứ xa hoài à. Thấy người mấy cặp kia bên nhau thì mình cũng ganh tị. Cảm giác tủi thân đúng không? Dạ, tủi thân. Chị hiểu. Nhưng mà chồng em thì mỗi lần mà về thì dặn em đi chơi rồi bù đắp đồ này kia.
mua cái này mua cái kia. Những lúc mà nào thì em cảm thấy em buồn và anh tủi thân? Những lúc mà vừa mới cưới xong á. Là hai vợ chồng là cưới xong là hai vợ chồng phải lên Tây Ninh liền. Lên thì em cũng ở nhà. Với lại cưới xong thì chồng em là ở trong kia cũng bận nhiều việc, nên là giai đoạn đó cũng ít ra, nên ở nhà rất buồn. Mà em có cái tật là sợ ma nữa, nên là mỗi tối ngủ cứ ngủ không có được, không có quen, tại vì cái nhà mới nữa. Đúng rồi. Với lại khó khăn nữa là chưa có việc làm, phải sắm sửa đủ thứ trong nhà hết, không có ba mẹ ở bên, cái đó là cái khó khăn nhất. Có những lúc nào, những cái dịp lễ hay là kỷ niệm ngày cưới hay là sinh nhật mình mà mình cứ thui thủi một mình mà chồng? Dạ, sinh nhật thì bữa trước chưa cưới thì cũng hoài. Hoài. Mà xong cái chồng về cái bù đắp cái hết luôn. Hết buồn. Cái đó là ở trong quân đội thì sẽ ngày lễ và ngày Tết hoặc là ngày Noel thì chắc chắn sẽ là trực chiến. Cho nên là sẽ không thể về được với vợ. Cho nên thường thường là em sẽ chủ động là chở vợ đi chơi trước. Hoặc là khi mà mình hết trực chiến rồi thì mình mới tranh thủ thời gian mình ra mình chở vợ đi chơi. Và là bù đắp lại cho vợ. Nên là cái thời gian mà đúng ngày lễ là chắc chắn mình sẽ không được ra ngoài. Vâng. Thiệt thòi quá anh ha. Nhưng mà chồng cũng rất là tâm lý. Đúng. Đúng không? Đúng, đúng. Thế em có làm điều gì bất ngờ với vợ sau những lần mà mình biết là vợ buồn? Bất ngờ nhất là vào ngày Valentine. Là lúc ấy là vợ em đã đi làm. Đã đi làm thì lúc đó là em xin đơn vị về trước. Em cũng chuẩn bị đèn nháy rồi bánh sinh nhật rồi quà, rồi em khóa cửa lại rồi nhắn tin vợ là tối nay em bận, em ăn trực chiến anh không về được. Thế là lúc ấy là khi mà em cũng chờ vợ đến tối, rồi khi mà vợ về thì bất ngờ, thế là đèn nháy bật lên, nhạc bật lên, rồi em cũng chúc vợ ngày Valentine hạnh phúc các kiểu. Xong rồi vợ, vợ cũng khóc luôn. Dạ. Ôi, nghe đó là hạnh phúc vỡ òa. Đúng rồi, vỡ òa luôn. Thế lúc yêu nhau đúng không? Hay là lúc vợ chồng rồi? Lúc vợ chồng. À, cưới vợ rồi. Chồng rồi, cưới rồi. Dạ. Thế cuộc sống hôn nhân thì có làm cho mình bị vỡ mộng về người kia không? Chồng em thì cũng khá tâm lý. Thì em thấy chồng em cũng khá hoàn hảo. Đối với em là cũng khá hoàn hảo, nhưng mà có một số cái thì em chưa có ưa. Chưa điểm gì? Hay hù em. Hay hù. Nhiều khi mình đang làm việc, mình đang tập trung làm cái gì đó, anh mở cửa là anh hù một cái là em giật mình luôn. Cái gì lại nữa? Là ngủ dậy là không gấp chăn. Mặc dù trong kia là gấp chăn rất gọn gàng, nhưng mà ra nhà là không gấp chăn. Em cho người ta bung xóa đi em, người ta đã vất vả ở cơ quan rồi, bây giờ về vợ phải được nhõng nhẽo, phải bù trừ đúng không? Thôi mấy cái này chị vẫn chưa thấy xấu đâu, có cái gì xấu hơn không? Giờ em ở một năm nay thì em thấy là vậy thôi, chứ chưa lòi ra nhiều hơn nữa. Chả có cái gì xấu ở đây cả. Rồi, thế bây giờ đến Giang. Vợ em là cơ bản là hoàn hảo đối với em. Ôi trời. Nhưng mà trong đó có một số cái là ví dụ như là ngủ nướng, em được về nghỉ cuối tuần. Thì là vì em ở sống trong quân đội thì nó thời gian nó theo chế độ, cho nên là em sẽ dậy sớm, thường thường sẽ dậy sớm. Đây là khoảng tầm 6 giờ hoặc là 6 giờ 30 em đã dậy rồi. Nhưng mà vợ em lúc đấy là em phải chờ vợ đến 9 giờ, đến 9 rưỡi vợ mới dậy. Rồi trong 3 tiếng đấy em làm gì? Em quét dọn nhà cửa, chọc vợ thôi. Vâng, thứ hai đó là vợ em là hai chỉ đạo. Vâng, vợ bộ đội nhưng mà hai chỉ đạo bộ đội. Đó là khi nào mà nghe em ra với vợ là chắc chắn sẽ không dọn nhà, xách một cái ghế ra ở giữa nhà ngồi đấy bấm điện thoại. Đấy, chồng ra là chị quét chỗ này, quét chỗ kia. Vâng, rồi chỗ này chưa sạch, quét lại. Đổi lại là em dọn nhà nhưng vợ em sẽ nấu ăn. Vâng, nấu ăn ngon. Trời ơi, tuyệt vời. Rồi vợ còn tật xấu gì nữa không? Đó là hay quên. Vì vợ em thường thường sẽ bôi kem chống nắng khi ra ngoài. Nhưng mà bôi khi mà lúc mà đang bôi ấy, có bận việc gì một cái để xuống một cái, đi lấy điện thoại hoặc là lấy cái gì, sẽ quên, sẽ tìm không ra nữa. Khi ấy sẽ bắt chồng đi tìm, đi kiếm giùm cho vợ. Vâng. Đó, cái thật ra cái hay quên nó cũng chưa xấu lắm đâu. Đúng rồi. Nhưng mà cái vụ mà cái như là Kim kêu chồng đi kiếm đồ mà có đồ của mình quên đó, cái đó nó xấu nặng. Không, là nãy giờ mà chưa thấy gì xấu hết. Em thấy đôi này dễ thương lắm, cũng là hữu duyên, nên là mọi thứ nó có duyên lắm. Đó, giờ có chuyện nào mà dẫn đến hai vợ chồng xích mích mà gây lộn không? Vì cái thật xấu. Dạ có. Hoặc là có một kỷ niệm đó là lúc mà khi mà hai vợ chồng vừa chuyển lên chỗ nhà mới ở Tây Ninh. Lúc ấy thực ra là kinh tế cũng rất là khó khăn. Vì vợ em là vẫn chưa có công việc.
Hiện tại lúc ấy là em vừa ra trường thôi, cho nên tiền lương nó vẫn thấp. Lúc ấy vợ em giặt áo quần, nhưng mà thực ra là tay vợ em là khi mà tiếp xúc với Omo ấy là nó sẽ bị khô và bị bóc ra. Thế nên là vợ em cũng gọi em là chồng ơi, tháng sau mình mua cái máy giặt đi. Vâng. Nhưng mà lúc ấy thực ra là tiền nó cũng sắm sửa rất là nhiều thứ. TV, tủ lạnh hoặc là mấy cái thiết yếu ấy là như là bếp thì mình cũng chưa có tiền để sắm sửa cái máy giặt được. Lúc ấy hai vợ chồng cũng trăn trở rất là nhiều. Vâng, đúng rồi. Thì nhưng mà cuối cùng thì đối với em thì vợ luôn đúng. Đó, cho nên là hai vợ chồng cũng tích góp được một chút rồi mình đi mua máy giặt luôn. Trời ơi, chiều vợ chứ. Thì đó cũng là cái tranh luận mà cũng căng thẳng nhất. Duyên có thấy là nó hơi oan cho mình không? Vì mình cũng chính đáng mà, đúng không em? Dạ đúng rồi, phụ nữ mình thì phải càng rồi bàn tay phải đẹp chứ. Đúng rồi, chính xác. Anh đi làm mày về tôi phải giặt đồ nữa mà nhất là giặt những cái bộ đồ quân phục này nó rất là dày nữa đúng không? Đúng. Đó. Dạ đúng rồi. Em muốn Hữu thay đổi điều gì hả Duyên? Dạ thì trong mắt em thì chồng em cũng khá hoàn hảo rồi. Nên nếu mà thay đổi thì em mong anh là yêu thương em nhiều hơn. Quan tâm em nhiều hơn và đặc biệt là thấu hiểu em nhiều hơn. Hiểu em nhiều hơn. Dạ đúng rồi. Cái ngày sinh nhật đồ này kia thì anh mua quà cho em là em vui rồi. Rồi bây giờ Hữu nói mong muốn thay đổi. Vâng. Vợ của em. Và em chỉ mong muốn một điều đó là vợ bớt chỉ đạo lại. À, rồi bây giờ tất cả những mong muốn của vợ vừa nói ra thì em thấy em có đáp ứng được không? Vâng, đã được ạ. Có thể hiện ngay bây giờ không? Có. Xin mời em. Trời ơi, đang yêu quá. Có nói gì với chồng không? Cảm ơn anh. Dễ thương. Sao Hữu lại không tặng bó hoa? Sao Hữu không tặng một cái món quà là một bộ trang sức hay là một chai dầu thơm mà lại tặng tủ bông. Tủ bông mà với một cái bộ trang phục quân nhân? Vâng, bởi vì là lúc đầu là vợ em cũng có dẫn đi chơi nhưng mà vợ vẫn đòi là anh ơi em thích gấu bông. Nhưng mà trong thời gian vừa qua là em cũng chưa có thể mua cho vợ được. Thì tranh thủ hôm nay là cũng là chương trình vợ chồng son thì em cũng mua cho vợ một con gấu bông. Vâng, để khi nào mà chồng chưa ra được thì vợ có thể ôm con gấu bông này để tạo. Tuyệt vời lắm. Và bây giờ thì chắc là có gấu bông rồi thì bây giờ mình ôm gấu của mình luôn đi. Hai người ôm nhau một cái để cho mọi người vỗ tay nào. Những lúc nhớ chồng có thể ôm chồng, thậm chí có những lúc mà chưa hài lòng lắm mà chồng không có ở nhà cũng có thể xả lên cái bàn gấu bông này đó. Anh chúc cho hai vợ chồng sẽ luôn thương nhau nhiều hơn nữa và sẽ có cuộc sống nó sẽ tốt hơn và kinh tế nó cũng sẽ tốt hơn. Dạ. Và mọi điều thuận lợi may mắn sẽ đến với hai vợ chồng nha. Dạ, em xin cảm ơn hai anh chị. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn em. Chúc mừng các bạn. Vâng, quý vị và các bạn đừng quên đón xem chương trình Vợ chồng son phiên bản quân đội vào lúc 11 giờ sáng thứ bảy tuần cuối cùng của tháng trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, và chúng ta hãy xem lại vào lúc 13 giờ chủ nhật tuần cuối cùng của tháng trên kênh SCTV6 nha. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình Vợ chồng son quân đội số này đã hết. Rất là mong muốn được nhận những sự đóng góp ý kiến của quý khán giả gửi về cho chương trình để cho chương trình chúng tôi ngày càng tốt hơn. Còn bây giờ Quốc Thuận và Thanh Vân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Cứ vui vẻ tươi cười vậy là đẹp rồi ha. Mà chị đã từng tham gia cast lần nào chưa? Lần đầu tiên em. Lần đầu tiên luôn hả? Dạ rồi, ok. Vậy thì bây giờ là sẽ mời chị bắt đầu luôn, giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha chị. Rồi, ok. Chị tên đầy đủ là Lê Phạm Ngọc Hằng. Sinh năm 78, là năm nay 45 tuổi em. Nghề nghiệp của chị giáo viên tiểu học, chị đang dạy tiếng Anh. Gò Công, Tiền Giang. Rồi, giáo viên tiểu học mà chị dạy cái gì? Chị dạy môn tiếng Anh. Tiếng Anh, dạ rồi. Là mình dạy ở dưới Tiền Giang luôn hay sao chị? Dạy ở thị xã Gò Công, Tiền Giang. Dạ rồi, vậy thì chị Hằng chia sẻ một xíu về bản thân mình đi. Những cái điểm mạnh, điểm yếu như thế nào? Rồi là tình trường, cuộc hôn nhân trước đây như thế nào ha? Điểm mạnh của chị là nói chung là chị làm cái việc gì thì chị rất là nhiệt tình, rất là
cái tính của chị là hòa đồng với mọi người, rất là dễ hòa nhập. Còn cái điểm yếu của chị là cái tính chị thì nó thẳng tính lắm. Có nhiều khi chị giống như mình không thích cái chuyện đó là mình nói ra liền à, chị không có để trong lòng được. Cho nên nhiều lúc mình thẳng quá thì đâm ra mình không có hài lòng được mọi người á. Không hài lòng. Rồi trước đây chị đã từng lập gia đình chưa? À, chị trước đây chị đã lập gia đình rồi. Hiện tại có 12 năm. Một bé trai năm nay học lớp 12. Từ lúc đi hôn tới giờ là một mình nuôi con chị 12 năm. Không như hiện tại có một cái nhà riêng. Tức là nhà chỉ có hai mẹ con thôi. Nhưng mà rồi là hồi đó là chị về chị ở với nhau bao lâu rồi sao mà lại ly hôn? À, có nghĩa là anh chồng cũ của chị là hồi xưa hai người từng học chung từ cấp 3 ở dưới Gò Công. Thì tổng cộng là 17 năm, thì lúc mà con trai chị vừa vô lớp 1 thì chị với ảnh chia tay. Rồi lý do vì sao chị? Lý do nói chung là lý do là ảnh nói là ảnh sống không hợp với chị, nhưng mà thật sự lý do là chủ yếu là ảnh có người khác và ảnh cùng với chị rồi. Cố gắng hàn gắn cho hai người, nhất định là ảnh đòi ly hôn thì chị cũng nói chung là muốn giữ lại cái gia đình, cũng năn nỉ giữ lại cha cho con mình. Nói như vẫn quyết là ra đi thì thôi. Bây giờ nếu mà anh muốn như vậy thì anh thì cuối cùng thì anh viết đơn. Thì cái lúc đi hôn thì khoảng chừng 6 tháng là tụi chị. Thì tại vì lúc đó cũng không có tài sản gì hết, cho nên hai bên thuận tình ly hôn. Thì tại vì hồi xưa chị học lên đại học, chị học ở trường đại học public á, thì hai người quen nhau tới cái cưới thì chị mãi ở Sài Gòn 7 năm. Nó tới cái lúc mà ly hôn ảnh thì chị vẫn còn sống ở Sài Gòn, thì sau khi mà hoàn thành thủ tục ly hôn xong thì chị vẫn còn ở bên phía nhà chồng. Tại vì bên có công ty thì bà nội của con bé mới nói là thôi chị về bên cái công ty bên nhà chồng ở đi, để chủ yếu là đi làm việc, rồi kiểu như là bên má chồng á muốn giống như là mọi người để mà ở đây thì có hai mẹ con ở đây, giống như là họ muốn hàn gắn hai vợ chồng lại, nhưng mà cuối cùng cũng không được. Nhưng mà chị làm ở đó cũng được năm mấy rồi, bắt đầu buồn quá rồi chị xin chị về quê. Chị bắt đầu lại công việc lại đó. Dạ rồi là sao? Mình là đang có một con trai học 12 thôi đúng không chị, một bé thôi hả? Một bé. Dạ rồi, ok, thì tụi em đã nắm được cái câu chuyện của mình rồi đó. Vậy thì là bây giờ chị mong muốn là sẽ tìm một cái người như thế nào để phù hợp với mình? Bây giờ tìm một người thì chắc là một cái người đàn ông nói chung là cũng chững chạc, tương đương hoặc thấp hơn chị, chứ đừng có mà thấp quá thì không phải là mình chê gì người ta, nhưng mà thật ra đàn ông quá. Là chị cao bao nhiêu? Chị cao 1m54. À rồi, ok. Còn tuổi tác, quê quán, vùng miền thì sao chị? Tuổi tác, quê quán, vùng miền, tuổi thì có thể là cỡ tuổi chị hoặc là lớn hơn xíu, hoặc là nhỏ hơn vài tuổi cũng được. Nói chung là họ cũng phải biết biết chia sẻ, biết yêu thương chị. Là được. Nói chung là chị kinh tế chị ổn, mọi chị rất thì tìm người để mà mình có một cái cuộc sống nó tốt hơn đó. Thì chị cũng có thể, nếu mà kinh tế vùng miền thì nếu như mà người ta ổn định hay là gì, chị cũng có thể di chuyển tới tại thì con chị học đại học nó thì chị cô đơn quá, cho nên tự nhiên lên này, cho nên thấy nó cũng hay. Rồi, ok, chị Ngọc thì mình còn có tài lẻ hay năng khiếu gì không chị? Ca hát này kia rồi được không? Ca thì hát cái đâu kê thôi chứ. Hát vui vẻ thôi được không? Hát vui vẻ được em.
Rồi chị hát thử một đoạn em nghe nha. Hát bài gì giờ? Hát cái gì cũng được hả em hay đúng sao? Rồi chị, đúng rồi chị. Trời, để nhớ rồi, tại vì Huy không có thuộc lời. Ừ. Bài cổ quá nha. Ừ. Cổ thương xin đưa vào hương phố. Ừ. Ai còn yêu vì đôi lần thầm nhớ người đã quên cứ sao vẫn chờ từ lúc mang đi không đủ cái trắng tan tan qua căn phòng cô liêu. Dạ rồi, ok. Nói chung là hát giao lưu vui là cũng được rồi. Tôi tạm tạm thôi. Dạ, rồi, ok. Hôm nay chỉ là cái buổi cá đầu tiên thôi hả chị? Nếu mà mình được chọn cũng như có người phù hợp á, thì chương trình sẽ thông báo liền cho chị nha. Rồi, cảm ơn. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Mình cắt thẳng vào camera điện thoại ha. Rồi mình vui vẻ, thoải mái, tươi cười, chia sẻ nha. Đầu tiên giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Rồi, mời mời mình giới thiệu về bản thân mình trước. Vâng, em chào chị, em tên là Hoàng Thị Khuyên ạ. Hoàng Thị Khuyên. Vâng. Rồi. Khuyên ở Đắk Lắk ạ. Khuyên sinh năm bao nhiêu em? Năm 91 ạ. Rồi, hiện tại công việc của em là gì? Công việc của em liên quan đến văn phòng của bản mức pháp lý. Em nói to lên giúp chị nha. Công việc của em liên quan đến pháp lý. À, làm về pháp lý. Là hiện tại mình đang làm ở trên Đắk Lắk luôn. Không, ở thành phố Hồ Chí Minh. À, đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, ok. À, Khuyên chia sẻ về bản thân mình một xíu đi Khuyên. Ví dụ như là điểm mạnh, điểm yếu của mình là như thế nào? Chung là em là một người vui vẻ và hòa đồng và thích giúp đỡ người khác. Ừ. Rồi. Tiếp em. Em là muốn được kết bạn với nhiều người và có thể giúp đỡ được nhiều người. Ừ. Rồi bên chị vẫn đang nghe nha. Em chủ động em chia sẻ, thấy thiếu gì chị sẽ hỏi thêm em ơi, chứ chị không có hỏi lắc nhắc. Vâng. Rồi trước giờ tình trường của mình là trải qua mấy mối tình rồi? Em chưa ạ. Là chưa từng là yêu ai, chưa từng thích ai luôn. Bận rộn về các công việc và học hành. Là có ai thích em hay em có thích ai không? Thích thì rất là nhiều ạ, nhưng mà vì công việc và học hành thì coi như là mình bỏ qua người khác. Và khi quay lại thì người ta đã lập hết gia đình rồi. Rồi trong nơi em làm không có ai phù hợp hay sao? Dạ. Chỗ em làm không có ai phù hợp với em hay sao? Nói chung là lập gia đình hết rồi. Ừ. Rồi cái này là em tự đăng ký hay ai đăng ký cho em vậy? Em tự đăng ký à. Ủa xung quanh em có ai khác không? Chị thấy em cứ cười cười ngại 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 nhìn mọi người vậy? À vâng, tại vì là ở đây là trước căn nhà có một người đang ngồi. À, cho nên là chị thấy mình chưa có tập trung vào cái buộc phỏng vấn ngày hôm nay á. Rồi ok, bây giờ mình tập trung được chưa em? Vâng rồi, chị cứ hỏi đi ạ. Ừ, rồi bây giờ em mong muốn tìm một cái người như thế nào để phù hợp với mình? Chung là em muốn... Em nhìn thẳng vào camera điện thoại giúp chị nha. Đúng rồi, đó. Rồi ok. Vâng. Em muốn... Muốn tìm kiếm một người mà hiểu về công việc của mình hơn và thông cảm cho cái công việc mà mình phải đi công tác nhiều ạ. Ừ, là công việc em hay đi nhiều lắm hả? Vâng, công việc em thường phải đi công tác và nói chung là phải giải quyết công việc. Mà nói chung là pháp lý thì người ta sẽ không hiểu, vì con trai thì không thích con gái mà làm công việc liên quan đến pháp luật đấy. Ừ. Vâng. Rồi gì nữa về ngoại hình, tuổi tác, vùng miền thì như thế nào? Nói chung là em cũng không có về... ngoại hình hay là về yêu cầu gì cao lắm, chỉ cần một người là tử tế và nói chung là thật lòng thôi. Cao thấp mập ốm thì em thích như thế nào? Nói chung là cũng từ 1m7 trở lên.
Và Em là cao mấy nhiêu? mét Rồi, em cao mét 6 thì bạn trai tầm mét 65 được rồi. sáu ạ. Vâng. Với lại là một người là phải không hút thuốc đâu, vì em là người không không chịu được một thuốc lá. Rồi. Vâng. Tuổi tác vùng miền ở đâu thì được em? Nói chung là em không phân biệt vùng miền đâu, người ở đâu cũng được, miễn sao hiểu nhau, và nói chung là trong công việc phải hiểu cho công việc và biết thông cảm và chia sẻ mọi việc. Ừ. Khi em nói chuyện em nhìn vào camera điện thoại giúp chị nha, để bọn chị nhìn thấy rõ mặt em á. Rồi có Vâng. điểm gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Ý là người bạn trai thì phải là người phải là đứng đắn đàng hoàng, và thật là nói chung là phải thật thà, không được lừa dối, cũng không có được lăng nhăng các kiểu. Ừ. Vâng, tại vì công việc của em thì phải làm việc với nhiều cái về, nói chung là về mặt trái của xã hội nhiều hơn, cho nên là em muốn là một người mà mình trước tiên là phải là con người phải thật thà chứ. Ừ. Vâng. Ok, còn yêu cầu gì đặc biệt ở người bạn trai em mong muốn nữa không? Ý là phải biết phải biết quan tâm đến người khác và biết chia sẻ, và phải biết quan tâm và cảm thông cho công việc Rồi, ok. Cảm ơn em ha. Nếu mà em được ạ. chọn thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết, cũng như là nếu mà có người phù hợp thì sẽ có biên tập trao đổi thêm với em nha. Vâng, em cảm ơn chị.